Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai vị khách mời đặc biệt, Duy Khánh và Hoàng Yến Chi Vi. Duy Khánh, chiến lược của bạn là gì? Chiến lược của em lên hình đẹp là được. Đẹp là được. 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Em nó dính luôn cái chuông rồi. Yêu thương kia mong manh được cơn gió. Đúng là một phong thái một ca sĩ đẳng cấp hành tinh. Qua tới hành tinh rồi. Yes. Bây giờ đọc lại đáp án nè. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Bay qua. Xin mời bác hệ thống. Ủa vậy là thua thiệt hả? Không sao đâu Khánh, nãy giờ em lên hình rất đẹp. Phải không chị? Đúng rồi, dạ. Đẹp lắm. Như một ca sĩ. Như một ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Vậy thì được rồi, thua thì thôi. Thua thì thôi.